chào chị. Ngày cuối của em làm sinh viên của trường Doanh nhân Siêu Việt Nam, em cảm giác rất là bồi hồi xúc động và nhớ lại những ngày tháng mà em đã trải qua trong ngôi trường này. Dạ, thưa chị là em muốn trở về kỷ Bắc Hà ấy. Tại vì là lúc đấy mọi thứ đều đóng băng và em muốn là cảm xúc lúc này của em đóng băng trước những kỷ niệm mà em đã có ngay tại trường Doanh nhân. Cái quãng thời gian ở đây nó cho em một cảm xúc rất là lạ. Một người chưa bao giờ nghĩ sẽ lên Hà Nội đi học. Chị vậy thôi ạ. Sau khoảng thời gian rèn luyện trong 1 năm ở trường thì em đã học được những gì ở trường Doanh nhân? Em học được rất nhiều điều ở trường Doanh nhân. Từ trước thì là còn là một cô bé không có trách nhiệm này, không chịu học hỏi và còn tham chơi nữa cơ. Nhưng sau 1 năm học ở trường Doanh nhân ấy thì em còn biết là có trách nhiệm học học lịch sử. Trước em không thích nhưng mà bây giờ em cực kỳ thích lịch sử đấy và trách nhiệm trong làm việc nữa. Đấy là những gì mà em học được ở trong trường Doanh nhân. Sau khoảng 1 năm ở trong trường thì em đã học được rất nhiều điều của trường Doanh nhân. Cái cốt lõi nhất đó chính là em đã tự tin, đã học được rất nhiều kiến thức và tự tin bước ra ngoài cuộc sống. Có quá nhiều thứ để nói, nhưng nếu mà được kết lại ngày hôm nay thì đó là sự tri ân của thầy cô. 3 thứ lưu ý nhất để nói về trường Doanh nhân Siêu Việt Nam. Theo em đó chính là thân thiện, hòa đồng và rất nhiều trai xinh gái đẹp. Em tặng trường Doanh nhân 3 từ: chất, double chất và hat trick chất. Đấy. Đó là gia đình, một xã hội và những nấc thang. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em khi trở thành sinh viên trường Doanh nhân Siêu Việt Nam là gì? Em có thể chia sẻ không? Có lẽ đó là lần cả trường cùng nấu bánh chưng với nhau. Đó là những kỷ niệm. Có lẽ là khi ra trường rồi em không thể quên được. Cùng chuẩn bị, cùng quay, cùng lên kế hoạch và cùng đi mua đồ. Hay lắm chị ạ. Những thôi vậy ạ. Em nhớ những ngày là những ngày em đi tour, những ngày rất là vui vẻ và những ngày cuối năm được quây quần bên nhau nấu bánh chưng và được cả trường đá bóng với nhau. Như em đã nói là em còn rất nhiều kỷ niệm đúng không? Thì em sẽ nói một kỷ niệm mà đáng nhớ nhất. Vâng. Thì ngoài được đi với lại các bạn 120 địa điểm cộng ra thì ngay tại trường Doanh nhân thôi em có rất là nhiều cuộc chơi từ tầng 4 xuống tầng 1 rồi từ tầng 1 lên tầng 6. Đấy, có thể chạy nhảy vui đùa. Và đấy là lý do mà tại sao mà em suốt ngày bị thập chân dây thẳng đấy chị ạ. Vâng, đúng rồi. Mà bao giờ em xem tính bước chân ấy, trong trường Doanh nhân em đều mấy nghìn bước một ngày luôn, có nghĩa là thôi thúc em hoạt động rất nhiều. Đó. Vâng.